chào mọi người đã quay trở lại với kênh ẩm thực có biển của em nha. Hôm nay em sẽ review một nơi chuyên bán những mặt hàng nông sản sạch. Những cái mặt hàng này luôn luôn là được chứng nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao nha cả nhà. Thì đây cũng là cái địa điểm mà em thường xuyên đến đây để mua những cái hàng sạch, hàng tốt, hàng chất lượng và đúng nơi luôn mọi người. Vì em biết là có rất là nhiều người cũng muốn mua hàng Việt Nam chất lượng cao để mình ăn cho chất lượng cả nhà, nhưng mà không biết địa điểm nào, thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người một cái địa điểm là phiên chợ Xanh Tử Tế, nằm ở trên đường đây nè mọi người, nằm ở trên đường Pasteur nha. Bây giờ em sẽ zoom kỹ lại cho mọi người xem nè. Đây mọi người, đây là địa chỉ 135A Pasteur, phường 6, quận 3 nha cả nhà mình. Đây là phiên chợ Xanh Tử Tế, nông sản, đặc sản sạch từ các vùng miền luôn cả nhà mình nha. Thì ở đây là sẽ mở cửa hàng tuần vào thứ bảy và chủ nhật. Đây mọi người, bây giờ em sẽ review cận cảnh qua bên chỗ cái phiên chợ cho mọi người mình biết nha. Đây là mọi người, ở đây có bán rất là nhiều những cái sản phẩm sạch nha cả nhà mình. Chị sợ nó mặn đó phải không? Về mình bóc vỏ ra rồi mình đem ra đây mình đổi lại bao hàng cho mình được. Tại vì cái này gan áp chảo nên là mình sẽ cái vị nó là nó mặn ở cái vỏ thôi. Làm đó 15 đến rồi. Mọi người bây giờ là em thấy có cái gian bán cái hàng mật ong rồi cả nhà. Ủa em cho chị hỏi cái này là này là có cái miếng ong trong đây luôn à, đây là có cái tổ ong trong đây luôn là cái nhà mình. Một củ như vậy là bao nhiêu tiền em hả? Đó là 50.000 đó chị. 50.000. Nó tầm hàng niêm hệ trọng của nó là 180 ml, nhưng mà bỏ cái tổ vô là còn khoảng 150 ml. Tại vì cái tổ nó nặng hơn đúng không? Cái tổ nó chiếm hệ tính của mặt ong. À chị hiểu rồi. Còn cái da chai như thế nào em hả? Một chai sành như thế này là 200.000 à. Là 550 ml à. Còn cái chai này là 1 lít là 300.000 à. 1 lít là 300.000. Dạ.
Ủa em, nhưng mà cái này mình để trong cái chai nhựa như vậy có đó được không? À, mình để trong chai nhựa này tại vì em bán khách là chủ yếu là khách đã có chai thủy tinh rồi. Mình mua chai nhựa về mình gói qua chai thủy tinh nó sẽ nghệ hơn với nó dễ vận chuyển hơn. À. Nhưng mà về nhà mình xớt ra ngoài chai thủy tinh được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì cái chai nhựa này mình để trong chai nhựa này được tới 6 tháng lận. Tại vì qua 6 tháng nên chai nhựa nó ra mấy cái chất không tốt nên là chỉ đựng được trong 6 tháng đảo lại. Còn mình để trong chai thủy tinh thì được hoài luôn. À rồi, cảm ơn em. Mật ong dẻo hương tràm Đồng Tháp. Em biết đây là cái mật ong nguyên chất luôn chứ không phải là mật ong nuôi đường nha cả nhà mình. Đúng không em? Cái này là mật ong nguyên chất luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mình mua mật ong bên em là bên em sẽ bao hàng cho mình cái chất lượng ong. Là về cho mình uống tới giọt cuối cùng luôn. Nếu mà mình để lâu á, nó mà bị đóng đường hoặc bị biến dạng đó, bên em sẽ mọc lên người cho mình luôn. À. Tại vì em bán ở đây cũng được 3 năm rồi, cũng 7 chứng nhận hàng tuần, có thể lại đây. Rồi không? Ủa em, cái này mình có sự phân biệt được cái nào mật ong thiệt, mật ong giả không ha? Mật ong thật á, mình nhờ cấp bên em là muốn biết là dễ, đơn giản nhất là chỉ cần có ít thôi, để tủ đông luôn. Nếu mà nó đông rồi là ong giả nó không đông. À, đông á, nếu mà giả là dạ, nó sẽ... Đông lại, đông à. Nó cứng lại, mà thật là nó sẽ không đông, cái dẻo và dẻo chứ không đông. À, vậy là đông giống như là nó đông của đường vậy đó đúng không? Có đường, có nước là sẽ đông rồi. À, đó mọi người, đây là một cái cách mà em trai này chia sẻ để mình phân biệt được mật ong thiệt và mật ong giả nha. Nên nếu mà cái nhà mình mà có mua mật ong ở ngoài đường mà lỡ không biết nó thiệt hay giả đó thì mình về nhà mình thử nha cả nhà mình. Rồi, cảm ơn em trai nha. Đây là mọi người, đây là có một cái nem kẹt của chỗ mật ong dẻo nè cả nhà mình. Cho nên cái nhà mình mà muốn mua thì hãy liên hệ với cái địa chỉ này nha. Em cho chị hỏi cái tinh dầu bưởi này là giúp mọc tóc quá hả? Dạ, tinh dầu bên em là tinh dầu nguyên chất, nó sinh hoàn toàn từ thiên nhiên nên là mình có thể sử dụng được cả trong bản thân trong da tóc. À, đâu em một chai như vậy là tinh dầu bưởi là nào rồi ta? Cái này là giá nó tùy từng chai, thì mỗi loại nguyên liệu là giá khác nhau nên là giá của mỗi chai đều không khác nhau. Dao động từ khoảng 100-300 ngàn. À, là cái bây giờ cái tinh dầu bưởi này là gì? Để coi, khử trùng diệt khuẩn, giúp mọc tóc, dưỡng tóc, làm sạch da, kháng viêm. Ủa, giảm cân đó em là sao ha? À, dạ, ví dụ như giảm cân thì mình có thể pha vô trong trà ấm á chị, mình uống thì nó sẽ giúp làm giảm cholesterol. À vậy á hả? Còn mọc tóc là ví dụ như mình có thể pha chung vô nước gội đầu, mình nhỏ 1-2 giọt vô nước gội đầu. Dạ. Là bao nhiêu một chai em ha? Dạ, bưởi là 160 ạ. Bưởi là 160. 10ml, 10ml là mình xài trong bao lâu ta ha? À, nếu mà sử dụng thường xuyên thì khoảng 2 tháng. 2 tháng. Hương thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, nó có cái vị the the của bưởi ha. Dạ đúng rồi, cái này tinh dầu vỏ bưởi á, bình thường mình xài á, là mình xài cái vỏ bưởi á, mình đun lên để mình cột đầu á thì thay. Là cái này là mình chiết xuất từ vỏ bưởi của mình. Đây là mặt hàng từ Đồng Tháp nha cả nhà. Lấy cho chị một chai đi. Dạ em sẽ mua thử một chai về xài thử xem sao cả nhà mình nha. Thank you.
là có hướng dẫn sử dụng luôn đó chị. À trong đây là có hướng dẫn sử dụng luôn không em? Rồi bỏ mọc cho chị đi. Đây có bán ống gạo nữa nè cả nhà. Em cho chị hỏi ống hút gạo này là một một hộp đó mà 50 ống chị. 50 ống hả? Dạ. Ừ, cặp đôi có. Hút mà bỏ hơi trong nước 2 tiếng á là ăn được luôn. Vậy hả? Cái cặp đôi cái áo đố nó bự hơn mà. À. Chị có thể tư vấn giúp em một số về cái ống hút gạo không? Tại vì em thấy nó lạ quá, em cũng chưa biết nữa. Làm từ bột gạo hả chị? À, làm từ bột gạo hả? Bảo quản 1 năm, uống xong ngâm đó 2 tiếng là ăn như là nuôi vậy, làm từ bột gạo vậy, không có tẩm màu. À, vậy là mình để trong cái ống hút lại mà nó có tay trong nước thì cũng không sao hết. Mình ăn luôn. Không không chất bảo quản gì luôn không chị? Đó, bây giờ à, hút nước bình thường thôi phải không chị, còn có bự hơn là sẽ tốt, đâu có bự hơn đâu chị. À đây là ống hút bự hơn, đây là cái loại bự hơn, cũng bằng giá luôn hả chị? Vậy là cái bự hơn này là được bao nhiêu cái hả chị ha? Còn bán áo hút sinh tố thì cũng ngang ngửa với nhau thôi. À nó bự hơn. Đây. Sinh tố. Dạ đây nè, sinh tố. Này là cà phê. À cái này là hút cà phê. Đây rồi. Chị cho em hỏi còn những cái trái cây này là từ ở dưới cao là ảnh đồng hóp. Dạ. Dạ. Đây. Có gì liên hệ đặt sò cát đồ miếu rồi. Dạ. 30. Chị cho em hỏi trái cây này của mình là trái cây sạch luôn đúng không chị? Dạ, trái cây sạch trong ban toàn không hữu cơ hết. Có kìa hả, xét kiểm định của nó sở nông nghiệp. Dạ. Đây là những loại trái cây sạch không có dùng thuốc tăng trưởng như cả nhà mình. Mới được vô đây. Cái phiên chợ này là phiên chợ bán đồ sạch. Dạ, đây là phiên chợ bán đồ sạch nha cả nhà mình, cho nên những ai mà bán đồ mà không có chất lượng á là không có được vào cái phiên chợ này để bán đâu cả nhà mình nha. Cho nên đây là một cái địa điểm buôn bán những cái mặt hàng toàn là nông sản sạch thôi. Nên mình đến đây mình mua là mình rất là an tâm về những cái chất lượng và cũng giống như là giá thành cũng rẻ hơn ở ngoài rất là nhiều cái nhà mình nha. Nhìn hấp dẫn quá. Đây là xoài, xoài cát cà lông. Đây là đặc sản của Bình Phước. Dạ. Đang từ Bình Phước. Nhìn cái nào cái nước tươi phới luôn. Ôi, ngon quá vậy. À, còn có trái bự hơn nữa. Vậy hả? Đấy. Cái này là 7 lạng mấy. Một trái này không là 7 lạng rồi đó.
lần gần 800 gram. Wow, còn trái này bự hơn nữa nè cả nhà, gần ký luôn. Đây, một trái xoài cát Hòa Lộc 970 gram, gần ký. Trái nhỏ nhất là 3 lạng mấy? Trái nhỏ nhất là 3 lạng mấy rồi. Dạ đúng rồi, 4 lạng mấy. Cái này xoài cát Hòa Lộc đây giá của mình sao hả chị? Có bảng giá luôn chị. À dạ, đây em sẽ review cái bảng giá cho mọi người nha. Đây là bảng giá đúng luôn, không có sự thay đổi hay là trên lệch giống như ở ngoài nha cả nhà mình. Cam xoàn 60, nhãn 60, cát Hòa Lộc 101. Tại vì phiên chợ này mở vào thứ bảy chủ nhật cho nên rất là đông khách đến mua cả nhà mình. Đây là hột gà so nè. Con chào cô. Phiên chợ xanh sạch. Giờ mà cái gì đi chị ơi, đồ ngon không nè. Đây của anh là 20 trứng nè, đây 20 trứng. Rồi mua thêm gì nó ủng hộ anh. Rồi chú sắp đen nè, 10 ngàn. Wow, nhìn chú hấp dẫn quá cả nhà mình ơi. Quên. Gừng này là đúng gừng Việt Nam mình trồng luôn hả cô? Đúng rồi, gừng sẻ. À đây là gừng sẻ nha cả nhà mình, là đúng chất gừng luôn chứ không phải những cái củ to to giống như ở ngoài chợ mà bán cái củ to to bóng bóng á, nó là gừng Trung Quốc á, cho nên khi mà mua gừng á cả nhà mình thấy cái da mình sần sùi giống như vậy mà nhỏ nhỏ ha, nó mới là gừng Việt Nam mình hồi xưa, nghề cũng vậy nha cả nhà mình. Gừng này cái độ cay của nó rất là cay, nhưng mà cay là cay nồng vừa thôi, nó rất là thơm cái mùi gừng. Là món gừng ăn rất là ngon luôn. Nhân viên ở những cái phiên chợ xanh này rất là nhiệt tình nha cả nhà mình. Mình hỏi cái gì thì nhân viên ở đây đều là tư vấn cho mình kỹ càng và nhiệt tình lắm. Thì đa số những người bán ở đây toàn là những cái chuyện quê tới, cho nên họ rất là thân thiện và nhiệt tình. Rau mà trồng cái công tử giống như ở Sài Gòn mình đâu, cho nên cả nhà mình muốn ăn đồ sạch rẻ chất lượng thì hãy đến cái phiên chợ ở đây nha cả nhà. Rồi. Cô khoai này là khoai gì cô? Dạ. Khoai mài hả? Ủa nghe lão hả? Này ngon lắm, rất là dẻo. Dạ chị. Bao to hả? Nè nè, thử miếng không? Mấy củ nhỏ này. Dạ cho con thử miếng ạ. Bây giờ em sẽ thử cho cả nhà nè. Dẻo mà nó ngon. Ngon quá. Nè cả nhà. Ăn rất là ngon, rất là dẻo. Làm phóng sự gì đó bạn? Dạ con quay phóng sự về ẩm thực à. Dạ. Nhìn thấy cái chiếc xe của chị là tôi biết rồi.
hầu như rất ít người biết đến cái Adan, cho nên là con muốn quay review để cho để chia sẻ cho mọi người mình biết thêm về những cái mặt hàng sạch, chất lượng mà rẻ. Chứ giờ thì đi ra ngoài chợ mua đồ cũng không có yên tâm. Da này con cũng hay mua, cho nên là bữa nay con chia sẻ lại để cho mọi người đều biết tới để mua, ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao. Dạ. Đây là cả nhà mình, em sẽ xem lại đỏ cái này là khoai nè. Cái này là 48 ngàn. Khoai mài à? Nhiều ký. Wow, rẻ vậy. Khoai mài này là chỉ có 40 ngàn một ký nha cả nhà mình, ăn rất là ngon. Dạ, thơm dẻo ngọt ghê luôn á. Khoai mài này ngày xưa nuôi con cá. À vậy hả cô? Nhờ cái phiên chợ này mà con mới biết củ mài, chứ con đâu biết củ mài đâu. Nãy giờ con chỉ biết khoai không? Khoai từ, khoai ngọt. Tại vì cái này nhìn cái hình dáng nó giống như khoai ngọt với khoai từ của ha. Cái kia thì cắt cái đoạn đó đi. Cái này là 20 ngàn mà giờ bán hỏng. Cắt ngắn hơn á. Cái đoạn không nên nó rất là ngon. Lấy 10 ngàn đi ha. Cây đây mọi người, đây là mãng cầu ta, nó già cây, hay là mãng cầu gai nè cô. Mãng cầu này nhiêu ký cô? 50 ngàn cái. Cô lấy cho con trái thôi, thiệt chứ con thèm ăn mãng cầu lắm. Mà có một lần con ra chợ mua, cái vỏ ngoài thì nó mềm nhưng mà ở trong á không phải nó sượng luôn cô, mà cái ruột ở trong nó trắng nhắt luôn, ở ngoài nó vẫn mềm. Con cúng chùm đàn thờ một tuần lễ khi con bổ ra sợ nó hư, ai về ở trong không ăn được luôn. Cho đó là con mua trăm mấy chục ngàn, tại vì nó cái mấy hai ký luôn á. Ít nhưng mà chất lượng cô ha. Lấy trái này đi ha. Lấy con trái này nhỏ nhỏ thôi con. Lấy con trái này đi. Này cái món này cũng ngon lắm nè, rau mớt nè. Rau gì cô? Sao giống như rau muống quá hả? Nó ngon, rau muống rất nhiều. Rau ngót mà. Này rau ngót. Rau mướp chứ không phải rau ngót. Rau mướp hả? Rau mướp ngon lắm cô. Này là mấy cái đọt mướp á. Mấy đọt mướp út ra. Một bọc gì vậy cô? Bọc là 30 ngàn. Vậy lấy cho con bọc... Dạ. Cái này là đọt mướp làm... Cái này đọt mướp làm ngâm chua hả cô? Ngâm chua. Về mình xào tỏi hoặc là dạ. Mình, nấu canh chua cá rất là ngon. Dạ. Cô lấy cho con một bọc này đi. Đọt mướp, muối chứ mà là... Đọt mướp hả cô? Đọt là mướp á, là khi đó là nó có cái dây. Cái dây thì mình hái những cái đọt non á, ăn nó rất ngon. Đọt non đó là mình luộc ra, mình chấm nước cá rất là ngon. Thì cái này là lại... nhưng mà cái đọt mướp này là quý lắm con, quý lắm. Là bao nhiêu bịch này đây? Dạ 30 à. Không, nếu mà cô lấy thì để con nhường cho cô, để tuần sau con qua con mua cũng được. Dạ, tại vì con định mua mà thôi, để cho cô. Tại vì con cũng người miền Tây á, cho nên nói mấy cái này là con biết. Cho nên thôi để con nhường cho những khách ở Sài Gòn thưởng thức hương vị quê, để tuần sau con qua con mua. Cô, trái mặn cầu của con trái đó bao nhiêu ký cô? Dạ, cảm ơn cô. Cái giá cô lấy mình 50 ngàn.
là mình chỉ sấy thôi đúng không? Một bọc như vậy là như em? Là 13 lần, còn cái này là có lớn nên bán 35. À, rẻ chưa? Cô gà lát chút quá, lạ ha. Xưa giờ là em chỉ biết là cô gà lá chanh thôi chứ không biết cô gà lá chúc. Lá chúc là chỉ là nó là chanh Thái. Đây là mọi người, bây giờ em đây là cái phần cho ăn thử của bé nè. Em sẽ ăn thử nó nha. Cô gà lá chúc. Đây để kiếm mà có lá chúc. À ngon không? Đây là gì em? Mật ong à. Mật ong, cái này tụi em không sử dụng đường mật ngọt, chỉ sử dụng nước mắm là mật ong thôi. Cái này vị ngọt, không đây là vị ngọt của mật ong á. Rút mật ong á hả? Dạ. Và cái này rút ở đây là thịt heo á chị. À giống như chà, là chà bông ha. Dạ đúng rồi, chà bông. Chà bông mật ong. Dạ. Ngon quá. À. Có loại này là loại cây, còn đây là loại không cây này. À cái này là loại không cây. Cũng là 120 luôn, cái này là loại này là có cây. Dạ. À. Đây là cái loại hồi nãy em thử nè cả nhà mình. Rút mật ong. Cô gà xả, ở đây cũng có xả nữa nè. Mọi người, đây là cô gà xả. Ngon quá. Rất là thơm xả. Quý vị vừa ăn ghê á. Ngon quá. Thôi ra để cần cần Tết em mua về quê. À, cảm ơn em. Rồi. Gọi đặt hàng em nha. Rồi cảm ơn em gái. Chân cất bưởi này có tác dụng gì em ha? Dạ cái này là nó dưỡng tóc, kích thích mọc tóc, trị nấm da đầu. Như vỏ bưởi thông thường mình biết là vỏ bưởi thì nó là kích thích mọc tóc rất là tốt. Cái này là nó chiết xuất tự nhiên từ cái vỏ bưởi. À. Là cái này là khi nào mà mình gọi là mình xịt lên đúng không? Dạ, khi mình gọi xong mình để tóc khô rồi, khi mình xịt đều lên tóc và chân tóc mình massage đều nó. Xong mình để khô tự nhiên. À. Đây này dầu gội bồ kết. Dạ đúng rồi. Ngăn ngừa gãy rụng. Cái này gội nó là giống như là nước cốt của trái bồ kết á. Ngày xưa ta truyền thống là người ta nấu trái bồ kết lên rồi người ta gội. À. Thì cái này nó cũng giống như vậy hơn, nhưng mà nó làm sẵn là nó khô đặc. Nó khô đặc cho mình rồi, khi mà mình dùng mình khai loạn nó với nước lạnh á, rồi lấy nước đó mình gội đầu. Một chai như vậy em bao nhiêu ha? 500ml. Dạ, cái này là chai này 500ml là 80.000. À 500ml là 80.000, còn dạ. Cái chai to hơn là 1 lít hả? Dạ đúng rồi, 1 lít, 1 lít là 150, mình tiết kiệm được 10.000. 1 lít là 150. Cái này là hồng cầu 100% tự nhiên vậy. À. Cái này là 100% bồ kết nóng.
này nó cũng làm như theo truyền thống của mình đó, là thủ kết phải nướng lên, nướng rồi nấu lên. À, mình nướng lên rồi rồi mình mới tiết xuất, mình mới lấy cái nước của nó để mình xài. Đây là đặc sản xứ Huế, từ con ruốc luôn, ruốc vàng đó ta. Xưa giờ con chưa biết có một loại ruốc mà này ruốc vàng, con thấy nghe là lạ chú ha. Lúc nãy là để mua nồi nồi cái nồi nữa, mà chỉ có cái vùng ở biển là không có thể. À, chỉ có Thừa Thiên Huế là mới có loại ruốc vàng này thôi. Có chứ, để mua là nồi nồi cả bay xúc lên thằng tàu. Ồ. Cái sao nếu mà được mua ruốc là có chứ là quá trời ruốc. Lợi đấy. Đúng. Đúng thơm thiệt quá. Cái này có chứ chấm thịt luộc luôn. Dạ trời ơi. Cái này mà chấm thịt luộc rồi thôi. Đây là những cái loại là cái này là nước mắm chưa không? À cũng có khoảng chắc chỉ còn muối và ruốc. Đây là chỉ có muối và ruốc. Ủ theo cái truyền thống. Đúng ngày đúng tháng đúng năm thì mình mới được lấy ra, còn không thôi là mình không được lấy ra không chú. Lấy ra nó hư. À. Dạ đúng rồi. Nó mắc hơn cả cái loài nước mắm cả đâu, nó rẻ hơn. Dạ nhưng mà chất lượng không có dùng những cái giống như là nước mắm hóa học bây giờ không, còn không. Là nước mắm hóa học không đúng không? Cái nước mắm mà của thằng Đám Ngư rồi là nó 18 loại hóa chất. À. Nó mới ra được cái nước mắm. Dạ. Còn cái nước mắm mình đấy mà đi phá nước của mình nó thủi liền. À dạ đúng rồi, thủi liền. Nhưng mà nó có chất bột quạt, nó đâu thủi. Dạ. Bên này mình nước mắm mình đâu có vô đó mình phá nước được. Cái này nó nhị tư của quá luôn. Nước mắm nhị. Dạ. Cái này về để càng lâu càng ngon. Nó không có hư. Một chai đấy coi. Chai 39 ngàn. Mà chai này, như vậy là 39 ngàn. Bốn chai là 1 lít. Chai 250 ngàn. Còn yeah. Mà còn nói một điểm nữa. Tại vì sao người ta làm chai bự. Mở vô mở ra nhiều nó oxy nó ngả màu đen. À. Còn nước mắm của tháng 5 ngư kia. Của đệ cả năm của nó cũng ngả màu. Đàn nước mắm tươi thôi. Cùng cá hoặc là cùng ruốc này là nó đều ngã ra vậy. À. Cá nó nhánh đen hơn nữa. À dạ. Thế nên ta bạn hồi chờ mới ta bỏ ngoài nặng thôi mà coi như là mấy ngày thôi mà coi như là ngã qua nào đầm nó như vậy chứ. Ngã sọc thôi. Anh nghĩ nhiều người đi mua phải biết. Nực mắm truyền thống nó ngã ra. À dạ đúng rồi. Còn cái nực mắm nó cũng ngã nào đúng quá. Đó là quả chất của nực mắm. Dạ. Tại vì sao hồi xưa cha ông người ta sống cả trăm tuổi ăn ba cái chạy này còn cái gì đó sống cả trăm tuổi. Dạ. Cái gì ăn quả chất thôi chết. Chú ơi, vậy lấy cho con một chai chú. Đây bọn này kể cho con đấy. Dạ cảm ơn chú. Đùm đùm này đẹp. Cái này về sắc ớt, tỏi, mới có gì mà tệ tí nước mắm ra chấm thịt, chấm đồ ăn. Dạ. Tại vì cái này người ta làm 7 kỷ ruốc nên 1 kỷ muối. À. Chẳng phải như cá mà làm 3 kỷ cá 1 kỷ muối đâu. Dạ. Nhiều nó mang lắm ăn được. Dạ. Còn cái này làm 7 kỷ ruốc 1 kỷ muối thôi. Dạ. Anh nghĩ như nó không còn mang mấy.